Đài Thiên văn Hồng Kông của Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão lên mức tối đa vào ngày hôm nay 23 tháng 8 khi cơn bão Hato tiến tới gần thành phố. Đây là lần đầu tiên cảnh báo bão mức 10 được đưa ra trong vòng 5 năm qua và là lần thứ 3 mức cảnh báo như vậy được ban hành kể từ năm 1997 khi Hồng Kông được trả về Trung Quốc. Thủy triều hiện đang dâng cao hơn mức bình thường khoảng 0,5 mét. SCMP dẫn bản cập nhật diễn biến bão của Đài Thiên văn Hồng Kông vào lúc 6 giờ 45 phút sáng ngày 23 tháng 8. Vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, bão Hato đã ở cách Hồng Kông 60 km về phía Tây Nam, tạo ra những cơn sóng cao vài mét và gây ngập lụt tại một số khu vực. Mức gió lên tới 168 km/h khiến nhiều cây cối bị bật gốc, làm sập giàn giáo, cần cẩu tại một số công trình xây dựng. Các cửa hàng và nhà dân đã phải dán băng dính vào cửa sổ để ngăn không cho chúng bị bật ra trước những cơn gió mạnh. Ít nhất 320 chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific Airways, Cathay Dragon và Hồng Kông Airlines dự kiến hạ cánh vào khoảng 6 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay 23 tháng 8 đều bị hủy. Tất cả các trường học, thị trường chứng khoán, dịch vụ xe buýt, tàu phà cũng bị tạm ngừng hoạt động trong ngày hôm nay.